Xin chào mọi người, Yên sẽ chia sẻ với mọi người về một cái bí mật rất là quan trọng, rất là quan trọng Và mọi người áp dụng cái điều này cộng hưởng, tức là áp dụng cho cái người dưới cùng Nhanh chóng giúp cái người dưới cùng có thể lên 9 hoặc 12 mới Nếu Yên thì chắc chắn là Yên sẽ tìm cách giúp cái người dưới cùng lên 12 Và đây là cái con đường mà nếu như Yên là 0% ngay bây giờ, ngay ngày đầu tháng Thì Yên làm thế nào để trong một tháng lên 12% Con đường này thì Yên tin tưởng rằng nếu chúng ta làm theo, có thể chúng ta đạt được hơn cả thế Cũng có thể chúng ta kém một chút đó là về 9% Vậy thì Yên sẽ làm như thế nào mọi người nhớ nhá Đầu tiên Yên phải hiểu rõ về cái tiềm năng công việc này Yên rất là mê cái câu nói là Ví dụ khi giếng nước đào một lần như có nước cho cả đời Và vì vậy công việc kinh doanh này chính là xây dựng công việc kinh doanh một lần Nhưng chúng ta có thu nhập cho cả đời Yên rất là mê điều đấy Cho nên nó rất là trân trọng, rất là chắc chiêu từng giây phút Yên nào Đúng không ạ? Sau đó Yên cần phải bán xong 225 pp Đó là điểm tối thiểu để được tất cả xét Vậy thì Yên làm thế nào? Yên à, nghĩ rằng là khi Yên là người mới, là nam giới Yên chưa có nhiều những cái cảm nhận về wellness thì yên sẽ bắt đầu từ những cái sản phẩm kem đánh răng nhưng chắc chắn một điều đến sẽ trải nghiệm combo mini là một cái sản phẩm nó giá nó khá là mềm hơn triệu tí thôi đúng không hơn triệu tí là chúng ta có trải nghiệm combo mini rồi đúng không trải nghiệm để mình cảm nhận ví dụ như bản thân yên nếu mà yên bị viêm xoan mãn tính yên sẽ trải nghiệm một cách đều đặn đấy. đấy nếu như mà sau đó mình sẽ nghe thêm những buổi zoom để có thêm những cái cảm nhận những cái niềm tin về dinh dưỡng thì mình có thể là mua cho bố mẹ mình đấy. mỗi người một combo mini ví dụ như thế rồi tiếp nữa là sau đó Yên áp dụng phương pháp mở hàng một cách rất là triệt để bởi vì Yên biết rằng đây là một cơ hội tốt và Yên rất là trân trọng chắc siêu Bước tiếp theo đó là Yên cam kết học thuộc cái bài tuyển đúng không ạ? Học tuyển trong vòng 1 2 ngày này yên phải thuộc. Thuộc bài tuyển thì nó gồm cũng gồm có bốn bước quan trọng đó là thiết lập cuộc hẹn, này, mô tả công việc này, dạy bán này và gọi điện đánh thức mơ phải đảm bảo cái việc đấy mình thuần thục nha. Sau đó làm gì? Sau đó là chăm chỉ đi tuyển. Đấy, chăm chỉ đi tuyển, dành đến inbox, dành đến inbox, dành đến inbox, dành đến inbox tuyển ai tuyển đầu tiên là mối quan hệ trên facebook tiếp theo đó là gì đó là những mối quan hệ lạnh trên facebook những người mình không quen biết tuyển thêm cho nó vui đúng không ạ cộng tác viên ôi phim cũ Đấy, rồi mối quan hệ ngoài đời của mình mình bám sát vào cái câu nói là đào giếng nước một lần như có nước cho cả đời vậy nếu như có một cái cách làm kinh doanh một lần thôi xây dựng một cái hệ thống kinh doanh một lần như có được cái thu nhập cho cả đời có tuyệt vời không ạ quá là tuyệt vời đúng không ạ thế chúng ta phải nhớ là để lên được hai phần trăm chúng ta cần phải làm gì tạo ra nhóm khoảng 10 đến 12 người thì cá nhân mình mình phải nhận bao nhiêu trong đó phải nhận 2 phần 3 trong số đó tức là khoảng 6 đến 8 người được không? nếu chúng ta cam kết chắc chiêu liên tục liên tục liên tục liên tục một tuần phải đánh giá mục tiến mục tiêu tuyển được hai người bởi vì chúng ta biết là xây hệ thống một lần như có nước cho cả đời có thu nhập cho cả đời cơ mà đúng nào Đấy, còn nếu như mà nếu mà chúng ta không quyết tâm lên là 12 thì tiền uh, tuyển một người trong số đó là về 9 ví dụ tuyển khoảng độ 3 đến 5 người xây dựng nhóm khoảng độ uh, 6 đến 8 người 7 người chẳng hạn là về 9 phần trăm chắc chắn đúng nào và cái hay của chúng ta là chúng ta cần phải cần phải làm với cái người dưới cùng làm với cái người dưới cùng nếu chúng ta muốn lên một chúng ta làm với cái người dưới cùng thì nó sẽ cộng hưởng ví dụ người dưới cùng mà lên 9 thì người trên anh ta nghiêm túc một chút anh ta phân tích cộng hưởng này anh ta sẽ lên được 12 trên nữa sẽ lên 15 trên nữa sẽ lên 18 và chúng ta sẽ về được 21 đấy cái công thức cộng hưởng nó cực kỳ hay còn nếu mà chúng ta có năng lực nỗ lực chúng ta có thể là về 12 và nếu về được 12 thì thực sự chỉ cần bốn người trên đầu mình thôi là mình đã có thể là giúp một cái nhóm bốn người nghiêm túc bốn người nghiêm túc là nhóm đó về 21 đúng nào